ROG Street Flare 2 Anime. Đây là một con phím cơ mà nó sẽ làm cho tất cả fanboy của ROG thèm khát, mong muốn được sở hữu. Bởi vì sao? Hãy cùng mình mở hộp ra và chia sẻ. Đây là một con phím cơ, nó sẽ nằm ở phân khúc tầm giá 5 triệu. Tất nhiên nếu như để chơi custom ở tầm giá này thì các bạn sẽ có được khá nhiều lựa chọn. Ví dụ như GMMK Pro, ví dụ như là KBD75V3, hay là các bạn cũng có thể chơi được KBD67, hay là một số những con khác nhôm nhôm, xịn xịn, do do tầm này cũng đã có rồi. Thế nhưng đây là một con phím cơ gaming nên nó cũng sẽ có một số những điểm đặc biệt, và nó cũng sẽ mang một phong cách rất là ROG, đặc biệt là dành cho fanboy của ROG. Nói chung là như vậy. Thì đây chúng ta sẽ có bên trong là bàn phím này. Rồi các bạn sẽ có đây là một cái kê tay. Đây là một cái kê tay cũng sẽ có khả năng xuyên LED các bạn. Tức là khi các bạn đặt cái kê tay này vào cái phần dưới của chiếc bàn phím thì nó sẽ có một cái phần mica và nó dẫn LED lên phía trên. Bên dưới thì các bạn sẽ có thêm một số những cái sticker của ROG. Và các bạn cũng sẽ có ở bên đây, mình xem là còn một cái hộp nhỏ này. Đó, chúng ta sẽ lấy ra tất cả mọi thứ. Đây, các bạn sẽ có một cái keycap builder. Và các bạn sẽ có một cái switch builder để có thể rút keycap và rút switch. Và như vậy thì các bạn cũng đã có thể biết được cái thứ đầu tiên mà con bàn phím này hỗ trợ, đó là khả năng hot swap để các bạn có thể thay thế qua lại giữa những mẫu switch. Ví dụ như ở đây thì mình đang có một cái switch mặc định là switch của ROG, nó là switch clicky. Mà các bạn muốn nó êm hơn thì các bạn có thể rút nó ra và thay thế vào đây là một cái switch linear hoặc là switch tactile. Khi đó thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm nó khác nhau tùy theo gu của các bạn là gì mà thôi. Ok, tới với tổng thể về con phím cơ này đi, thì đây là một con phím cơ full size. Nó sẽ có 104 phím và sử dụng cái keycap với profile là Cherry. Và có một cái điểm mà mình cũng thấy hài lòng trên cái switch này và cái keycap này, đó là khi nó kết hợp với nhau nó sẽ không xảy ra hiện tượng cấn keycap. Mặc dù đây là một chiếc bàn phím sử dụng mạch ngược, sử dụng mạch ngược nha các bạn, và cái profile Cherry, nên khi các bạn sử dụng, các bạn bấm, chúng ta vẫn sẽ có đủ hành trình và âm thanh nó tạo ra nó cũng sẽ đồng đều ở tất cả các round, sẽ không bị cấn ở cái round 3 giống như những cái switch thông thường và kết hợp với Cherry profile ở trên những con phím khác. Đấy, không bị cấn cây gáp, thế mới hay. Ở bên trên đây thì các bạn sẽ có một vài những cái điểm đặc biệt, như là chúng ta sẽ có LED kim loại này. Nhìn ở bên trái đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái hàng lỗ. Và các bạn biết để làm gì không? Nó là hàng lỗ để có thể hiển thị được LED Anime Matrix. Nếu như các bạn đã từng thấy những cái chiếc laptop như kiểu là ROG Zephyrus G14 chẳng hạn, thì các bạn cũng đã biết là cái LED Anime Matrix này như thế nào rồi. Khi mà chúng ta cắm vào và chúng ta mở cái phần Armory Crate lên thì các bạn có thể là đổi được logo này, các bạn có thể để được tên của các bạn chạy ở trên đây này, hay là các bạn để những cái thông số khác. Và thêm nữa thì ở bên phải chúng ta sẽ có thêm một số những cái phím để có thể control cho cái multimedia. Ví dụ như khi các bạn lăn ở đây thì nó sẽ là con lăn để có thể tăng chỉnh âm lượng. Các bạn gạt ở đây thì nó sẽ là chuyển bài, quay lại bài. Hoặc các bạn bấm ở bên cạnh này, nó sẽ là dừng bài hoặc tiếp tục play. Đây là những cái thứ mà có thể thấy rằng người chơi phím cơ hay là người sử dụng những bản phím cơ là game thủ đều mong muốn. Bởi vì khi chúng ta chơi, chúng ta muốn chỉnh nhanh âm lượng hoặc là chúng ta muốn chuyển bài, quay lại bài thì nó cũng đều dễ dàng, các bạn sẽ không cần phải tap ra ngoài nữa. Mà việc chúng ta cần làm đó chỉ là gậy, gậy, gậy và gậy mà thôi. Bên đây thì các bạn sẽ có thêm hai cái nút nữa. Một nút thì sẽ là để tăng chỉnh độ sáng của LED trên các bàn phím cơ, và một nút còn lại sẽ là nút để chúng ta lock lại cái phím Windows. Thì các bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng, nhưng mà mình thấy rằng cái phím này thì nó sẽ hơi thừa. Ví dụ như là ROG có thể kết hợp phím FN này cùng với phím lên hoặc xuống để có thể tăng giảm độ sáng của LED, và phím FN cộng với Windows để có thể lock lại Windows thì nó cũng sẽ giúp chúng ta điều khiển nhanh hơn và nó cũng sẽ gọn gàng hơn, đỡ phải làm thêm hai cái nút ở trên đây. Ok, đó là một vài những cái điểm nổi bật ở trên cái mẫu phím cơ ROG Flare 2 Anime Matrix. Rồi, tiếp tới đến với những thứ khác, ví dụ như là về âm thanh của cái con switch đến từ ROG mang lại đi. Thì nó mang lại cho mình một cái âm clicky, nghe nó không bị kiểu quá đanh giống như những con phím clicky mà giá rẻ, giống như những con switch clicky giá rẻ.
kiểu nó vẫn có tiếng nhưng nó không gây cái sự khó chịu quá nhiều trong quá trình mà mình gõ. Nhưng tất nhiên với một người chơi theo hệ linear như mình thì nếu mình có sở hữu sản phẩm này, mình cũng sẽ thay toàn bộ switch sang linear để gõ êm nhất. Và có một thứ nữa, đó là với con phím này, ở bên dưới nó cũng đã được lót sẵn form PCB để khi mà chúng ta gắn switch vào thì những tiếng vang của switch nó sẽ được giảm đi một cách đáng kể. Và cũng có một lưu ý nữa mà mình muốn gửi đến cho các bạn, đó là khi mà các bạn lựa chọn switch để thay cho cái con phím này á, thì các bạn cũng sẽ chọn những con switch 3 pin nhá. Nếu như các bạn mà mua switch 5 pin về thì lại phải ngồi cắt chân sẽ khá là mệt đấy. Bởi vì PCB của con phím này sẽ chỉ hỗ trợ switch 3 pin mà thôi. Nhưng mà để mình xem nào. Ủa. Sao mình thấy giới thiệu là có form lót sẵn mà, nhưng khi mà mình nhòm vào trong đây thì không có form các bạn ạ. Để mình xem nhá, để mình xem là cái form của nó ra sao. Không có form. Thế này là sao nhỉ? Hay là ý form ở đây là họ sẽ lót form ở đáy? Đáy khá chắc này. Nhưng mà vẫn không có form PCB. Nên nếu như các bạn muốn có một cái âm thanh nó ok hơn, nó tối ưu hơn thì có lẽ là khi mà các bạn mua con phím này về, các bạn vẫn sẽ phải lót form. Còn nếu như bạn là game thủ, bạn thích chơi kiểu hệ clicky thì bạn vẫn hoàn toàn có thể để nguyên như thế này gõ, nó cũng đã ok rồi. Tới với phần stab đi. Thì nghe cái stab của thanh Space này có phần hơi lọc sọc. Để mình gắn thử một cái con switch linear sang đây để cho các bạn có thể nghe rõ hơn cái tiếng stab của cái con phím này. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là một con Gateron Yellow để mình cắm vào. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử cái tiếng stab mà nó mang lại. Cái stab này thì nó cũng đã được lúp sơ qua với mỡ rồi nha bạn. Khi mà mình tháo ra mình nhìn ở cái khe này này, nó đã có mỡ rồi. Và mình sẽ gắn lại xuống. Bạn nghe rõ không? Nó vẫn có một cái tiếng sọc khá là nhẹ. Nhưng mà được cái này. Các phím như là backspace này, enter này, shift phải này, shift trái này. Shift trái thì cũng hơi sọc nhẹ nhá. Enter phụ này, cộng này thì lại không bị lọc sọc. Nên ở trên cái con phím này thì mình thấy nó sẽ có hai phần stab phải làm lại, đó là phím space và phím shift ở bên trái, để nếu như bạn muốn có một cái âm thanh nó chỉ ra được tiếng clicky mà không bị làm phiền, không bị kiểu khó chịu bởi những tiếng lọc sọc, thì chúng ta sẽ phải làm lại một chút ở cái thanh wide của cái stab trên space và shift trái. Và cũng tùy từng con phím nhá, có con thì sẽ bị ở phím này, có con sẽ bị ở phím kia, nên các bạn cũng sẽ xem là phím của bạn ở chỗ nào thì sẽ xử lý chỗ đó. Nói chung là nó cũng đã khá là ok. Còn tới với cái điểm mà mình vẫn chưa hài lòng ở trên cái con phím này đi, thì đó là ở cái phần dây này, nó vẫn to y chang như con ROG Flare đời 1 các bạn ạ. Flare đời 1 mình có mua một con và mình xài trong khoảng tầm hơn tháng là mình lại bán đi bởi vì nó không phù hợp. Thì đến với con Flare 2, cái dây này nó vẫn tương tự là như vậy. Bởi vì nó to và nó không thiết kế dạng module có thể tháo rời ra qua cổng USB-C để cho người chơi có thể là custom với những cái dây xoắn cho nó đẹp mắt. Và ở trên đây cũng lại có thêm một cái hub USB giống như con đời 1 nữa, nên họ đã phải làm dây to để có thể đi được liền lúc hai dây, hai đầu USB như thế này. Bản thân mình thấy làm việc làm hai cái đầu USB và cái hub này vào đây nó hơi thừa. Còn không biết là các bạn thấy như thế nào. Mình mong rằng là ở những phiên bản sắp tới, chúng ta sẽ có được những cái tùy chọn có cổng USB-C rời để có thể cắm vào những cái dây custom và cũng như là để cho nó gọn gàng hơn, chứ nó không bị dây to, thô kệch và cứng như thế này nhá. Ok, tổng kết lại thì với 5 triệu bỏ ra, các bạn sẽ có một con phím cơ full size với switch đến từ ROG, với cái cap profile cherry nhưng lại không bị cấn ở round 3. Đây cũng là một cái điểm mà mình thấy ấn tượng và thấy nó tốt ở trên con phím này. Thêm nữa thì đối với việc là nhà sản xuất có công bố là con phím này được lót foam, thì mình cũng cùng confirm với các bạn đấy là foam này sẽ chỉ có ở mặt đáy mà thôi. Ở trên PCB thì vẫn chưa có, nên nếu như các bạn muốn có trải nghiệm gõ với âm thanh nó bớt vang hơn thì có thể xem xét lót lại foam. Còn về vấn đề stab thì như mình cũng đã chia sẻ, có sẽ có một vài cái stab nó chưa được tốt cho lắm, thì các bạn muốn nó không lọc sọc
cũng sẽ phải làm lại một chút. Còn đối với game thủ thông thường, chỉ việc là gõ ở trên những phím này và cũng như chơi game thì để nguyên cũng được. Đặc biệt là ở cái những cái nút multimedia thì các bạn cũng đã có cái con lăn để có thể tinh chỉnh âm lượng, và chúng ta cũng sẽ có một số những cái nút để có thể qua bài, quay lại bài hay dừng bài nhanh. Hay là đặc biệt hơn nữa thì các bạn cũng sẽ có khu vực của LED Anime Magic để có thể gắn được tất cả mọi thứ mà các bạn muốn lên đây. Ok, đó là ROG Flare 2 Anime. Các bạn thấy sao về con phím này? Theo các bạn thì 5 triệu có xứng đáng để bỏ ra hay không? Hãy comment để lấy ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhé. Các bạn click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.